Xin chào các bạn, mình là bên vườn ươm hải đăng chuyên cung cấp các loại hom giống cây chăn nuôi. Thì sản phẩm mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay chính là cây chính là hom giống trẻ khổng lồ. Thì các bạn chăn nuôi đã biết thì hiện tại thì chăn nuôi sạch thì đang lên ngôi. Vậy thay vì phải dùng các cái công nghiệp thì mình cung cấp cho bạn một giải pháp mới hơn, đó chính là dùng lá trẻ khổng lồ là thức ăn, vừa giúp tăng cường đạm để còn vừa giúp thơm thịt cho vật nuôi. Thì trước mắt các bạn đây chính là vườn hom giống mà mình sẽ cung cấp cho bạn. Thì cái vườn hom giống mà mình sẽ cung cấp nó sẽ trông như thế này. Đây nó sẽ cao từ 20 đến 25 phân và gồm từ 3 đến 4 đốt. Đó, thì nhiệm vụ các bạn chỉ cần về đó chính là cắm cái cành hom này vào cát ẩm, sau đó chờ khoảng đến 10-15 ngày nó ra rễ và sau đó thì đem đi trồng. Thì phương thức là như sau. Đối với các bạn ở các tỉnh lân cận, ví dụ là Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, thì bên mình sẽ gửi từ 100 hom trở lên. Còn với các bạn ở miền Nam thì các bạn vui lòng đó chuyển khoản trước. Sau đó thì bên mình cũng áp dụng hình thức là gửi xe vào. Đó thì bài giới thiệu về hom giống trẻ khổng lồ đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm mới tiếp theo.